Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một phân cảnh trong bộ phim The Simpson. Ông cảnh sát đang bắt người anh trai đang sử dụng máy tính, hack máy tính. Và chúng ta hãy cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Sử dụng màu vàng, cái bút chì màu vàng này để tô màu cho làn da của cậu bé này. Theo là đến phần cánh tay. Ở bức tranh thì cậu con trai nhà Sinh Sơn đang lá một chiếc máy cày này. Tiếp theo là đến tay của ông cảnh sát này nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh dương để tô màu cho cái áo của ông cảnh sát này nhé. Bye.
Tiếp theo là phần quần của họ. Tiếp theo mình sử dụng màu xanh dưa để tô màu cho cái áo của nhân vật người con trai của gia đình Simpson này nhé. Tiếp theo là màu đỏ cho cái quần của nhân vật người con trai này nhé. Theo là cái phần mũ. Tô màu nâu trong cái mái tóc của ông chú cảnh sát này nhé. Và video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé.